Theo thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, ghi nhận đến chiều ngày 18 tháng 2 đã có gần 1.900 người tử vong, 73.433 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra. Số ca tử vong bên ngoài đại lục đến nay đã lên đến 5 ca, với một trường hợp ở Philippines vào ngày 2 tháng 2, một ở đặc khu Hồng Kông vào ngày 4 tháng 2, một ở Nhật vào ngày 13 tháng 2, một ở Pháp vào ngày 15 tháng 2 và một ở Đài Loan vào ngày 16 tháng 2. Hiện toàn thế giới đang vào cuộc cố gắng xác định người lây nhiễm đầu tiên, được gọi là bệnh nhân số 0. Một hội nghị quốc tế được tổ chức vào tháng 1 tại khách sạn Green Hat đang bị nghi ngờ là sự kiện khiến virus lây lan ở Singapore và các quốc gia khác. Được biết, hơn một tuần kể từ sau hội nghị kinh doanh toàn cầu tại Singapore, ca nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện ở Malaysia. Công ty Serverback cho biết đã triển khai các biện pháp ngăn chặn như cách ly toàn bộ 109 người tham dự hội nghị, trong đó 94 người từ nước ngoài và đều đã rời Singapore. Dù vậy, virus vẫn phát tán. Hai khách mời người Hàn Quốc bị lây nhiễm sau khi ăn buffet cùng đại biểu người Malaysia nhiễm bệnh nói trên. Ngoài ra, bệnh nhân người Malaysia sau khi về nước cũng lây bệnh cho chị và mẹ vợ. Ba đại diện của công ty tại Singapore cũng dương tính với virus. Dần dần các ca nhiễm bệnh bắt đầu xuất hiện ở châu Âu. Một đại biểu người Anh nhiễm bệnh sau khi rời hội nghị đã tới một khu nghỉ dưỡng ở Pháp, nơi mà sau đó 5 người được xác định lây nhiễm. Khi công dân Anh này trở về nước, dịch bệnh tiếp tục phát tán rộng hơn. Một trường hợp khác cũng xuất hiện ở Tây Ban Nha. Ông Reo Fischer, người đứng đầu mạng lưới cảnh báo và ứng phó dịch toàn cầu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, so sánh hội nghị kinh doanh ở Singapore giống một sự kiện siêu lây nhiễm ở một khách sạn Hồng Kông vào năm 2003, khi một bác sĩ Trung Quốc bị cho là phát tán mầm bệnh SARS ra thế giới. WHO hiện đã vào cuộc điều tra hội nghị kinh doanh ở Singapore, song cho biết còn quá sớm để kết luận đây là một sự kiện siêu lây nhiễm. Ba tuần sau hội nghị ở khách sạn Green Hat, giới chức Y tế Thế giới và Singapore vẫn đang chạy đua với thời gian nhằm truy dấu, xác định người mang mầm bệnh lan truyền ra 5 quốc gia, từ Hàn Quốc đến Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc này ngày càng trở nên khó khăn hơn. Giới chức địa phương ban đầu nhận định có thể trong số những người dự hội nghị trên có các đại biểu Trung Quốc, một số người đến từ tâm dịch Vũ Hán. Tuy nhiên, một người phát ngôn của công ty Serverback khẳng định đoàn đại biểu Trung Quốc đều âm tính với COVID-19. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Quốc gia Singapore cho rằng việc tìm ra người lây nhiễm đầu tiên là rất quan trọng để xác định và thiết lập chuỗi những trường hợp bị lây nhiễm. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.